Rồi gội chỉ sẽ tuần gội 2 lần, mỗi tuần gội 1 lần. Hay là già vẫn gội đầu với bà không? Nai ạ. Cái chú Nai nó lẫn thì nó ghét của bà. Nó rất là ừ. Ăn rồi bạn Vân nó chưa cho ăn, Vân ghét. Cũng bà già nó linh tinh vậy. Cái người nào mất ngủ nhiều là nó bị về sau là nó bị mất nhớ mất sớm. Và Thành ấy bảo ấy bạn đi khám xem sao mà nó bệnh nó ngủ ngồi đâu ngủ đấy, lúc đó bà ngủ được. Ngủ được thì đi khám, giờ bà đi khám cho tôi hay đi bệnh nhiều không có ngủ à? Thế ngủ không bác sĩ bảo bà ngủ được là tốt thì. Vậy là yên tâm được về. Bà ngồi đâu mà ngủ cả đấy, ngày xưa ngủ thường rồi mà. Mày lên thì bắt Thành đâu? Đấy, vậy mà cứ giữ làm của bố mà.